Cập bến K30 5G, chiếc máy sử dụng màn hình tần số quét 120Hz trong cái mức giá chỉ hơn 2 triệu. Đối với mình thì những cái con máy mà kiểu dòng Redmi và trong cái tầm giá rẻ như thế này thì nó có thiết kế kiểu như là phù hợp với đám đông thôi, chứ gọi là nổi bật thì không. Nổi trội nhất đó chính là về màn hình. Đó, anh em có một cái kích thước rất to nha, 6,67 inch này, độ phân giải Full HD cộng này, và đặc biệt là tần số quét 120 nha. Trong cái tầm giá này mà dùng 120 thì nó cho anh em một cái cảm giác trải nghiệm rất là mượt mà. Máy sử dụng cổng giao tiếp là cổng Type-C và jack 3.5, tuy nhiên thì 3.5 ít anh em sử dụng rồi. Về mặt hiệu năng thì nó dùng một con chip là Snapdragon 765G. Đây nó không phải là một con chip quá mạnh, nhưng mà đây là một con chip rất ổn định. Google Pixel 4a và Google Pixel 5 trong tầm giá là 10 triệu cái thời điểm mới ra mắt, cũng chỉ sử dụng 765G thôi. Và cái điểm rất quan trọng của dòng Xiaomi là nó có cái cộng đồng người sử dụng đông đảo. RAM trên con K30 thì tối thiểu nó